Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về ấp Mỹ Phú, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 500m2. Trên thửa đất, căn nhà vườn thuộc cây lâu năm, chưa có thổ cư. Trước tiên, em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường bê tông 3m, khoảng là 300m. Con đường này rộng khoảng là 1,5m. Anh chị di chuyển là đường xe máy và xe ba gác thôi. Ô tô thì anh chị cách khoảng 300m nha. Ở đây thì có điện nước, wifi, có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua nghỉ dưỡng và lập vườn trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Vĩnh Kim, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng. Mình cách khoảng 3 km. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh cho anh chị nắm nha. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn nhà vườn này hơn. Để cô chú anh chị ở xa về đây thì cũng không mất thời gian nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 14,5m và có chiều dài là 34,5m nha. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí cây bông sứ này nè anh chị. Mình thẳng ra bên kia là 14,5m. Trên thửa đất thì gia chủ đang trồng rất là nhiều cây ăn trái anh chị, như là mít nè, bưởi da xanh, dừa, sầu riêng. Phía trước thì mình có một đường kênh công cộng anh chị. Kênh này thì rộng khoảng 1,5m và cũng liên thông ra sông Nguyễn Tấn Thành. Và ở đây thì nước ngọt quanh năm, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Về đây thì anh chị cô chú mình có thể trồng nhiều loại cây ăn trái luôn ha. Ở đây là căn nhà vườn của mình anh chị, to và rất là đẹp luôn. Phía trước thì gia chủ có làm một không gian sân rất là rộng luôn nha anh chị. Ở về thì anh chị cô chú mình có thể làm một cái máy tiền chế ga và mình có đám tiệc thì rất là rộng rãi và thoáng mát luôn nha anh chị. Con đường này thì rộng khoảng 1,5m thôi anh chị. Và trong sổ thì có hiển thị là đường đi công cộng luôn. Anh chị cô chú mình có mua thì rất là yên tâm luôn nha. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh cho anh chị nắm ha. Ở bên trong thì mình còn một hậu nữa nha anh chị. Ở phía trước là mình có hiển thị đường đi công cộng luôn nha. Mình tới ngay chỗ cái đống gạch này nè anh chị, là 14,5m. Ở phía sau thì gia chủ đang trồng sầu riêng nha anh chị. Đất và nhà của mình thì cũng tương đối cao ráo và bằng phẳng anh chị. Ở đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Ở vị trí này thì rất là đẹp để cho anh chị cô chú mình có thể mua về. Anh chị mình ở và lập vườn trồng cây ăn trái rất là thích hợp luôn anh chị. Ở mít này thì gia chủ đang trồng mít Thái nha anh chị. Ở đây là dừa sim xanh, còn bên kia là bưởi da xanh. Ở phía trước thì gia chủ có trồng vài bụi xả, vài cái mít Thái nha anh chị. Ở căn nhà vườn của mình thì gia chủ chưa có tô. Về thì anh chị cô chú mình có thể trang trí lại thêm ha. Do trời thì cũng đang mưa đúng không anh chị, nên em cũng cố gắng quay cho anh chị mình xem ha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 700 triệu cho hết
diện tích đất và nhà luôn nha anh chị. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Dưới nền của mình thì gia chủ chỉ đổ bê tông thôi, còn phía trên là hồ thô nha anh chị. Bên đây thì mình có không gian chữ L để anh chị mình di chuyển ra phía sau. Cửa của mình là cửa bằng cây gỗ đỏ nha anh chị. Căn nhà này thì về anh chị mình tô và dán gạch, anh chị mình ở là tuyệt vời luôn anh chị. Phía trước thì gia chủ điều đổ bê tông hết rồi nha. Về thì anh chị cô chú mình có thể làm tiền chế thêm. Mình có khoảng không gian sân để anh chị mình đậu xe gắn máy hoặc là anh chị mình có đám tiệc rất là rộng luôn nha anh chị. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng nam. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về đây khoảng 14 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy móc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 67 km là anh chị tới ha. Hiện gia chủ đang kêu bán là 700 triệu nha anh chị, cho hết diện tích đất và nhà luôn. Bên đây thì mình còn một khoảng đất trống dư ra khoảng 1,5 m nha anh chị. Mình thẳng ra phía sau luôn. Bên đây thì chủ đất khác, bên đây là nhà của mình, còn bên kia thì mình còn một hộ nữa nha anh chị. Ở đây là không gian phòng khách của mình. Phòng khách của mình thì em thấy rất là rộng luôn anh chị. Dưới nền thì đã tô và đã đi hồ dầu rồi luôn anh chị. Và mỗi bên hông thì đều thiết kế hai cánh cửa bên ngoài. Cửa của mình là cửa bằng cây. Và căn nhà của mình em thấy rất là thoáng luôn nha anh chị. Ở trên trần thì chỉ lập tôn thôi. Ở đây thì căn nhà của mình có hai phòng ngủ nha anh chị. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên của mình. Bên dưới thì gia chủ cũng đi hồ hết rồi anh chị, đổ bê tông hết luôn, chỉ trên tường là hồ thô thôi. Và bên hông thì mình có một cánh cửa bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn ha. Còn bên đây là căn phòng thứ hai của mình. Chơi chính chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nên cũng cần bán gấp nha anh chị. Bên đây thì mình có một cái hành lang để anh chị mình di chuyển ra phía trước. Cửa của mình thì cũng gỗ đỏ luôn nha anh chị. Bên đây thì gia chủ đã đổ bê tông hết rồi anh chị, nên căn nhà của mình rất là sạch sẽ luôn nha. Bên đây thì gia chủ đang trồng sồi nè, măng, sầu riêng nè anh chị. Em thấy giá này cũng rất là rẻ luôn nha anh chị. Tổng diện tích của mình là 500 m², ngang là 14,5 m và chiều dài là 34,5 m. Phía trước thì mình cũng có cập nhật đường đi luôn nha anh chị. Anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm luôn ha. Giá bán là 700 triệu nha anh chị. Còn khu vực này thì về anh chị mình làm không gian phòng khách cũng được anh chị. Những đồ trang trí nội thất bên trong thì gia chủ sẽ lấy đi nha anh chị. Còn khu vực này thì mình có nhà tắm nè, nhà vệ sinh riêng biệt hết. Bên trong thì cũng lót gạch luôn nha anh chị. Còn bên đây là không gian nhà bếp của mình. Trên trần thì gia chủ có làm một cái chòi tôn để nấu nướng ra phía sau.
Phía sau thì gia chủ đang trồng mít, bưởi da xanh, sầu riêng nè anh chị. Và trên đất thì có hệ thống bét quay có tự động. Vậy thì anh chị cô chú mình bật cầu dao lên là hệ thống tưới sẽ tự động quay luôn ha. Đất của mình thì sạch sẽ nha anh chị, xung quanh thì không có màu mã. Do chính chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nên cũng cần bán gấp nha anh chị. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa. Hôm nay em về đây thuộc ấp Mỹ Phú, xã Sông Thần, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 500 m². Trên thửa đất căn nhà vườn của mình thuộc cây đông năm, chưa có thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình lên thổ cư ha. Ngang của mình là 14 m² và có chiều dài là 34 m² nha anh chị. Đất mình thì sạch sẽ và vuông vức luôn. Phía trước thì cập nhật đường đi là công cộng luôn nha. Do em quay buổi chiều, trời cũng đang đổ mưa luôn anh chị. Gia chủ thì có ký gửi bên em, giá cũng phù hợp nên em cũng cố gắng quay cho anh chị mình xem. Anh chị mình ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Bên em sẽ dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn ha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà vườn lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn ha. Đây là tổng quan thửa đất căn nhà vườn của mình. Gia chủ thì đang kêu bán là 700 triệu nha anh chị. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.